Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review các cái xe đạp chính hãng nhập khẩu. Và hôm nay em đưa đến cho các bác một cái chiếc xe đạp đua hiệu VKET. Có một số các bác thì đã rất là quen thuộc với hiệu này ở trên Hà Nội. Còn nếu mà các bác mà chưa nghe đến hiệu này thì hiệu này là hiệu của Ý các bác nhé. Đấy, có hiệu VKET và VSIM. Đấy, thì là con này là con VKET SVRC901. Cái hiệu này là thiết kế dành cái con model ấy là thiết kế dành riêng cho team đua. Là khung carbon cả carbon toàn bộ các bác nhé. Bánh là bánh bi vòng. Bạc đạn, trục rỗng. Giá thì rất hợp lý. Tí em sẽ nói giá ở phần cuối video. Đây như các bác nhìn thấy này. Là trên khung nó có đề này là được giới thiệu bởi VKET Engineering là kỹ sư và cái hệ thống phát triển bởi team, tức là cái đội đua C2. Đây đội đua C2. C2 là Colo Encelo, là hai anh em phát triển ra cái hệ thống khung xe đua này. Special tube là cái ống. Special là đặc biệt. Đấy, tất cả cái khung làm bằng carbon hết, carbon fiber. Đấy. Xe thì hình thức thì rất là mới, rất là đẹp. Đấy. Bóng bẩy đẹp. Xe nói chung là chủ cũ đi rất là ít. Xe được trang bị bộ chuyển động là cùi đề 105, gạt đĩa là Tiagra, đùi đĩa trục rỗng. Đấy. Mayer đi vòng, phụ phanh 3 mảnh, yên thì khá đẹp. Phụ phanh, tay lắp 105, đây cụ phanh 3 mảnh đằng trước và Mayer đi vòng đằng trước. Rất là bon. Và 16 triệu rưỡi. Chiếc xe là có giá 16 triệu rưỡi. Khung carbon. Bánh bi vòng đằng trước đằng sau. Bộ đề Mili Group Shimano 105. Đùi đĩa trục rỗng. Và bây giờ em sẽ vào đo size cộng với lại kiểm tra chi tiết hoạt động chuyển số chuyển má để cho các bác xem chiếc xe này nhá. Đây là size của chiếc xe là từ tâm trục đạp này đến cái khóa cọc yên này là 51 cm. Đấy, 51 cọc đứng. Giống ngang là 52. Giống ngang là 52 từ tâm cọc yên cho đến tâm cổ phốt. Xe này size 51 thì phù hợp cho các bác từ 1m68 đến 1m78. 1m68, 1m7 đến 1m8 là đi phù hợp. Đấy, nói chung là dưới có khoảng dưới 1m65 là không đi được đâu. Để tầm 1m7, 1m7, 1m8 đi mới được. Vâng, một số bác hỏi thường hay hỏi em về giá bán. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác. Ở trên điện thoại ấy, các bác muốn biết cái giá bán của chiếc xe đạp thì các bác ấn vào cho em cái mũi tên trỏ xuống đây. Đấy, nó sẽ hiện ra giá bán. Tất cả các xe bên em là đều giá bán công khai các bác nhá. Và nếu như mà em đã đề không đề giá thì tức là xe đã bán. Và video chỉ là một trong rất nhiều chiếc xe em hiện có. Thì tất cả những cái xe em hiện có ở đường link này các bác nhấn vào để xem tất cả các cái xe em hiện có đầy đủ ảnh và video ở trong đó các bác nhá. Mọi vấn đề về chiếc xe, các bác cần hỏi về xe nào các bác nhắn tin giúp em qua số Zalo 0975 709 943. Đấy, các bác ấn vào đây này, rất là nhiều xe, cái đường link mà em để ở dưới phần mô tả đấy. Và ngoài ra các bác ấn cho em chữ đăng ký cộng ấn chuông chọn tất cả để không bỏ lỡ những cái chiếc xe đẹp em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác. Tiếp mời các bác tiếp tục xem video. Đấy, và bây giờ em sẽ vào chi tiết chuyển động nhé.
Xe được trang bị là 2, 4, 6, 8, 10, 11 níp. Máy bi vòng. Đấy, em xuống nít này. Chuyển số ngon, rất êm. Tên này. Lắp phát nào lên phát đấy, rất êm ái luôn. Bộ chuyển động còn rất tốt. Em xuống đĩa này, đĩa đang đĩa to nhá, em xuống này. Lên mượt mà nhẹ nhàng luôn. Carbon toàn phần mà lại khung này là hiệu ý mà này, thiết kế riêng cho đội đua các bác. Nhưng mà thiết kế riêng cho đội đua. Khung carbon, cả carbon. Rồi là bộ chuyển động 105, bánh bi vòng, một đôi bánh. Và giá chỉ có 16 triệu rưỡi. Bao ship tận nhà toàn quốc. Cho các bác nào chuyển hết tiền. Các bác nào quan tâm đến chiếc xe thì nhắn Zalo cái số trên màn hình nhé, để em tư vấn trực tiếp. Cảm ơn các bác đã xem video. Ngoài ra các bác nhớ đăng ký kênh để theo dõi các cái video khác em đưa lên trên kênh nhé.